đứng lại. Ta là Triển Dân, ta đến tìm Lý Trang chủ các ngươi. Hắn đến tìm ta rồi sao? Bây giờ thuộc hạ sẽ đuổi hắn đi. Không cần, để xem hắn nói gì, cho hắn vào. Dạ. Khoan đã, ta muốn thử hắn. Được, nhưng nhớ ra tay không được quá nặng. Trang chủ, hắn muốn thử thì hãy để cho hắn thử. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tìm hiểu thêm lai lịch đối phương dù sao cũng tốt. Ngươi tìm Trang chủ à? Ngươi quan nghênh ta hay là tra hỏi ta? Nghe nói ngươi đánh khá giỏi, ta đến để thử tài nghệ của ngươi. Ồ, thì ra đạo lý tiếp đãi khách của Lý Trang chủ là để cho chó giữ cửa ra hù dọa khách. Ngươi dùng đao hay dùng kiếm? Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là không dùng được đao. Đầu tiên hãy thử thêm nhát thứ hai đi. Đây là nhát thứ hai. Ta sẵn sàng tiếp nhát thứ ba. Chưa đến lúc sinh tử, ta không dùng nhát thứ ba. Ngươi muốn nói chúng ta không đánh nữa hả? Ngươi đến đây muốn gặp Trang chủ, ta muốn thử ngươi, không muốn giết ngươi. Mời. Triển công tử đúng là khách khiêm đó. Lý Trang chủ không trách tại hạ đến đây quá lỗ mãng sao? Dĩ nhiên là không. Sau khi từ biệt ở Nghinh Tân Lầu, lão phu đây đã nhớ Triển công tử mấy ngày liền đó. Chắc là Lý Trang chủ không để tâm biểu hiện của tại hạ hôm đó chứ, có phải vậy không hả? Lão phu không phải là người so đo từng chút đâu. Lý Trang chủ quả nhiên là người độ lượng. Như vậy thì tại hạ có thể yên tâm bạo gan bàn chuyện với Lý Trang chủ rồi.
lão phu muốn thỉnh giáo mục đích đến đây của Triển công tử. Thật ra rất đơn giản, tại hạ tin rằng Điêu Chưởng Quầy đã báo với Lý trang chủ rồi. Đúng. Dĩ nhiên trang chủ rất muốn hợp tác, nhưng mà có phải Đường đại nhân ra mặt sẽ tốt hơn hay không? Điêu Chưởng Quầy nói như vậy thì không đúng. Đường đại nhân có lập trường của Đường đại nhân. Dù sao hắn cũng là thông phán hoàng thượng phái đến. Có một số sự việc có thể nói không thể làm, để cho tại hạ ra mặt thì sẽ tốt hơn. Nhưng Lý trang chủ yên tâm đi, nếu như tại hạ đã ra mặt thì có thể toàn quyền đại diện Đường đại nhân quyết định bất cứ hợp tác gì với trang chủ. Vậy được, nhanh gọn lắm. Vậy thì xin Triển công tử hãy nói nhanh gọn hơn, dự định hợp tác thế nào đây? Yêu cầu của Đường đại nhân cũng không cao, tiêu chuẩn của Trình đại nhân thế nào thì cứ làm như vậy đi. Nếu đã là như vậy, lão phu không phải tăng chi tiêu lên gấp đôi rồi hay sao? Xin hỏi Triển công tử, tại sao lão phu phải làm như vậy chứ? Tại vì Lý trang chủ có thể duy trì chuyện mua bán tốt đẹp như trước đây, với lại không có phiền phức gì cả. Nếu lão phu giao phiền phức này cho Trình đại nhân xử lý thì sao? E rằng Trình đại nhân vẫn chưa có bản lĩnh đó đâu. Nếu mà nói như vậy thì lão phu đây phải nhận hết tất cả rồi. Chưa hẳn như vậy. Nếu Lý trang chủ đồng ý, Đường đại nhân có thể để trang chủ chi trả một phần như trước đây. Nhưng khoản chi đó là phần của chúng tôi. Được, can đảm lắm. Bất kể sau này được như vậy hay không, lão phu sẽ trả gấp đôi. Điều Tang, có thuộc hạ. Nếu tiền trang, người mở thêm một tài khoản cho Đường đại nhân nha. À, khoan đã. Dùng tài khoản của tại hạ đi. Lý trang chủ nhận thấy ở trong tiền trang tứ hải có tài khoản của Đường đại nhân thích hợp không? Được, suy nghĩ của Triển công tử quá chu đáo đi. Không dám, tại hạ suy nghĩ cho Đường đại nhân thôi. Được, Điều Tang cứ làm theo cách của Triển công tử. Dạ. Trang chủ, nhiệm vụ của tại hạ đã hoàn thành, còn phải về báo với Đường đại nhân. Xin cáo từ nha. Được, mời Triển công tử. Điều Tang, tiện khách. Dạ, mời Triển công tử. Võ công của hắn rất cao cường, thuộc hạ không thể thử ra cao thấp của hắn được. Điều này đúng là ngoài dự đoán của ta. Nhưng mà thuộc hạ phát hiện ra một chuyện khác. Chuyện gì? Hắn là đàn bà. Cái gì? Chiến dân, về đúng lúc. Từ Khiêm cho người đến đây chuyển lời, nói là đã hẹn với mấy vị lão thần đã nghỉ hưu gặp ta vào ngày mai. Hay quá. Để tin rằng từ những người đó nhất định sẽ tìm được khá nhiều tổ chứng của Trình Nguyên. Bọn ta định gặp nhau trong phủ, công tử thấy có hợp không? Thật ra cũng không sao. Đệ tin rằng bất kể hẹn gặp ở đâu cũng bị Trình Nguyên phát hiện, chỉ cần trong lúc nói chuyện không cho người ngoài tiếp cận là được. Ta sẽ chú ý. Triển công tử lại đi đâu? Ta đến nhà Lý Khôn rồi. Đã đi rồi sao? Không những đã đi mà còn có thu hoạch lớn nữa. Đệ tin rằng trong sổ sách của tiền trang nhất định có tên của Trình Nguyên. Vẫn mình lặng chứ? Dạ. Dạ. Ở đây là nơi hẻo lánh, lại không có quan binh địa phương đồng trú. Hơn nữa chúng ta không quen thuộc chỗ này, cho nên phải đặc biệt chú ý. Dạ.
Đại nhân sẽ ở đây một đêm, nếu như bị người ta làm phiền, ta sẽ hỏi tội các ngươi đó. Dạ. Đại nhân, nơi này có được không? Nếu đã là phụng chỉ xuất kinh, bất cứ nơi nào cũng phải đi. Dịch quán vốn là nơi quan lại lui tới ở tạm, tuy rất đơn sơ nhưng miễn được cái khổ khỏi phải ngủ ngoài trời, bộ phủ đã quen rồi. Thuộc hạ nhớ năm xưa trong lúc hành tẩu giang hồ cũng thường ăn ở ngoài trời, ngày tháng như vậy không dễ đâu. Triển cô nương có từng lăn lộn trên giang hồ chưa? Vậy thì chưa, nhưng mà từ nhỏ thì nó đã thích nghe tại hạ kể chuyện giang hồ rồi, cho nên từ nhỏ đối với một số trò bình thường trên giang hồ đều hiểu rất rõ. Thuộc hạ lo lắng nó với đường chân sẽ gây ra họa ở Đăng Châu. Triển hộ vệ đừng lo lắng, ta tin rằng Triển cô nương không có chuyện gì đâu. Mong sao được như vậy. À phải rồi đại nhân, tiền đồng giả là Sương Quân Đăng Châu phân phát cho cấm quân ở Hồ Phương. Trình Nguyên kiêm nhiệm chức chỉ huy Sương Quân ở Đăng Châu, vụ án này có liên quan tới hắn không? Khó nói lắm. Tuy Trình Nguyên ý mình được bàn thái sư trông lực, nhưng chưa chắc dám phạm đại tội này. Nhưng mà thông phán hai nhiệm kỳ trước bạo bệnh mà chết, đúng là đáng nghi. Sau khi đến Đăng Châu phải bắt đầu điều tra từ Trình Nguyên. Công tôn tiên sinh, đại nhân, ngày mai có thể đến thành Đăng Châu vào lúc nào? Giữa dịch quán các địa phương khoảng cách 30 đến 50 dặm. Từ nơi này đến thành Đăng Châu đúng lúc là 30 dặm đường. Rạng sáng ngày mai xuất phát, có thể đến nơi vào giờ trưa. Triển cô nương và đường chân đã đến Đăng Châu mấy ngày rồi. Ngày mai đến nơi chắc là có thể cho chúng ta biết Trình Nguyên kia là hiền hay ngu, là trung hay gian. Thật ra thành Đăng Châu đang ẩn chứa bao nhiêu bí mật không thể cho người khác biết. Đường chân còn chủ động kêu Triển Dân đến tiếp xúc với chúng ta, chúng ta không cần để ý tới hắn. Trái lại lão già Từ Khiêm khá phiền phức. Nếu chúng ta đã hứa với Trình Nguyên xử trí lão thì đoàn ngộ. Trang chủ yên tâm, tối nay thuộc hạ sẽ ra tay mà. Được, cần phải gọn gàng sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Trang chủ cứ yên tâm đi, thuộc hạ sẽ dùng cách đối phó Lục Hân để đối phó với Từ Khiêm. Lão già Từ Khiêm tuổi cao rồi, lão không phát hiện đâu. Chỉ cần giải quyết được vấn đề làm sao cũng được. Điều tra ra chưa? Thật ra Triển Dân là người thế nào? Chưa điều tra ra. Thật ra trên giang hồ không có người này. Có võ công tốt như vậy, không phải người trong giang. Trang chủ, bất kể ả có là người trong giang hồ hay không, ả chưa thấy mặt đường chân đòi lợi ích, chúng ta không cần để ý đến ả. Mọi người suy nghĩ đơn giản quá rồi. Nghiêm Đông, vậy thì mục đích ả tới đây làm gì? Đó là chuyện của các ngươi, ta không có nghĩa vụ đưa chủ ý cho các ngươi. Đó, để thuộc hạ cho người trừ khử ả đi. Người không làm được. Trang chủ. Ngay cả Nghiêm Đông cũng không nắm chắc được phần thắng. Tất cả các người đừng có nhắc đến. Trang chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không vội. Nếu ả đã cải trang đến đây để làm ra vẻ thì chắc có ý đồ. Được, chúng ta sẽ tương kế tựu kế với ả.
Thiếu gia, thiếu gia nghĩ Triển công tử có thể lấy sổ sách về không? Lão quản gia, cứ im miệng từ từ đợi. Triển công tử, công tử về rồi hả? Triển công tử, tất cả sổ sách của Tiền Trang Tứ Hải đều ở đây. Thiếu gia, mau xem đi, có tin Trình Nguyên hay không? Không gấp, cho dù có cũng không được công khai chuyện này, cần phải mất chút thời gian đối chiếu mới được. Ta sẽ về phòng tranh thủ xem xét. Các người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu. Được rồi, đệ đã nói xem sổ sách thì phải dựa vào thông phán Đăng Châu rồi, sau khi có kết quả mới nói đi. Ừ. Triển công tử, công tử đang nghĩ gì? Ta luôn cảm thấy sự việc quá đơn giản, cũng quá thuận lợi. Đó là trời đã định chúng ta sẽ lấy được tội chứng của Trình Nguyên. Ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thôi, bất kể là thế nào, đợi thiếu gia xem hết sổ sách rồi mới nói đi. Trang chủ, Triển Dân đã đến Tiền Trang, giả lại còn lấy sổ sách đi nữa. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của ta. Đây mới là mục đích thực sự của ả. Xem ra họ đã giám sát Trình Nguyên. Không ngờ còn dám giở trò trước mặt của ta. Như vậy là tự chuốc lấy cái khổ đó. Đang ngủ, ngươi khẳng định có hiệu quả chứ? Không có sai đâu. Triển Dân mang sổ sách đi, có thể ví như là đưa sứ giả móc hồn về nhà hắn rồi. Chỉ là không biết lần này ai là người xui xẻo thôi. Sáng ngày mai sẽ có kết quả thôi. Bất kể là Đường Chân hay là Triển Dân thì sẽ có một người không bao giờ gây phiền phức cho ta. Vũ Trúc, Vũ Trúc. Thiếu gia, thiếu gia cần gì? Ta không cần gì cả, ta chỉ biết ngươi phải đi ngủ rồi. Tiểu nhân không có buồn ngủ, không buồn ngủ mà. Được rồi, đừng cố chịu nữa. Không cần mọi người đều không ngủ đâu. Được rồi, mau lui đi. Nhưng như vậy ta mới có thể chuyên tâm điều tra chứ, và không cần lo lắng cho ngươi nữa. Thiếu gia, vậy tiểu nhân đi ngủ nha, có chuyện gì cứ gọi tiểu nhân ha. Đi mau đi. Dạ. Thank you.
Đại nhân, có cần dừng lại nghỉ cho một lát không? Cách thành Đăng Châu còn bao xa? Khoảng mười mấy dặm nữa. Bộ phủ còn chịu đựng được, trực tiếp vào thành. Dạ, tiếp tục. Thiếu gia, uống miếng trà. Sao rồi, điều tra ra chưa? Vẫn chưa. Thực ra trong sổ sách không có tên của Trình Nguyên. Sao lại như vậy? Rõ ràng Lý Khôn đã dặn Điêu Tán mở một tài khoản cho Trình Nguyên mà. Tại sao Trình Nguyên không có tên trong sổ sách? Có khi nào dùng danh nghĩa người khác? Phải rồi, ta cũng nói với Lý Khôn như vậy đó. Kêu hắn dùng danh nghĩa của ta để chuyển tiền. Nói không chừng Trình Nguyên cũng làm như vậy. Cũng không có khả năng. Tối qua tôi xem lại rồi, trong sổ sách không có tài khoản nào có số tiền lớn ra vào cả. Sao lại như vậy? Tiền Trang Tứ Hải phân bố khắp cả nước, số tiền ra vào tuyệt đối không nhỏ. Sổ sách này nhất định có vấn đề. Sao môi của mình trắng vậy? Từ sáng sớm thì thiếu gia đã không được khỏe rồi. Có phải Quỳnh bị bệnh không? Không sao đâu. Có lẽ là xem sổ sách suốt đêm hơi mệt thôi, không sao đâu. Thiếu gia đừng nói chuyện, cũng đừng cử động, để ta mời đại phu. Ngươi làm gì thiếu gia vậy? Không phải hắn bị bệnh mà là trúng độc. Trúng độc vậy làm sao? Các ngươi đừng lo, ta đã ngăn cản độc tính lây lan cho hắn, tạm thời không có nguy hiểm đâu. Triển công tử, công tử có thể giải độc cho thiếu gia không? Ta không thể, nhưng công tôn tiên sinh thì không thành vấn đề. Trời, vậy bao đại nhân chừng nào mới đến đây? Đúng rồi, chắc là sắp rồi. Như vậy đi, trước tiên các ngươi hãy đưa thiếu gia về phòng nghỉ. Ta sẽ đi xin bao đại nhân cho mời công tôn tiên sinh đến đây. Đi thiếu gia. Thuộc hạ đã trừ khử lão già Từ Khiêm đó luôn rồi. Thuộc hạ đã thông báo Trình Nguyên rồi, hắn sẽ phụ trách thu xếp. Trừ khử Từ Khiêm làm chúng ta loại trừ chướng ngại cho hắn rồi, chuyện còn lại dĩ nhiên là hắn phải phụ trách. Chúng ta không cần nhúng tay vào. Dạ, thuộc hạ hiểu rồi. Sổ sách tối hôm qua có hiệu quả chứ? Có rồi, bên phía Trình Nguyên có tin tức rồi. Là Đường Chân hay là Chuyển Dân? Chắc là Đường Chân. Trình Nguyên nói hắn bị bệnh nặng, không có đến chỗ nhà.
Vậy thì không sai rồi, đó là hiệu quả của vô ảnh tán. Đáng tiếc, áp lực của Triển Dân đối với chúng ta lớn hơn là Đường Chân rất nhiều. Triển Dân có thể giao cho Nghiêm Đông mà. Trang chủ không phải nói rồi sao? Cuối cùng chúng ta cũng phải nhờ Nghiêm Đông. Nói cái gì? Chúng ta không thể đều trông mong ở Nghiêm Đông. Hắn giết người cho ta là có điều kiện đó. Chúng ta có thể không dùng thì cố gắng đừng dùng. Tại sao lúc nào ngươi cũng chống đối hắn vậy? Trang chủ, không phải thuộc hạ muốn chống đối hắn đâu. Tại vì hắn hiếp người quá đáng à. Huống hồ lần này trong vấn đề đối phó Triển Dân với Đường Chân, hắn không hề góp chút sức lực nào. Đó là vì ta không kêu hắn đi. Ngươi thấy hắn chướng mắt, hắn cũng không hài lòng vì ngươi. Thuộc hạ không đắc tội với hắn, hắn có gì đâu mà không hài lòng với thuộc hạ chứ. Rất đơn giản, vì hắn không tán thành ngươi dùng vô ảnh tán. Hắn nói trò đó ở trên giang hồ thật ra là không thịnh hành đâu. Trang chủ, có cần cho người nghe ngóng tình hình của Đường Chân không? Đoàn Ngũ, người nói đi, có cần vậy không? Trang chủ, thuộc hạ khẳng định không có vấn đề gì đâu, hắn nhất định sẽ chết. Ngươi khẳng định vậy thì tốt. Chỉ là thông phán mới đến mà bạo bệnh chết đi, e rằng lần này triều đình sẽ không tin nữa đâu. Đó là chuyện của Trình Nguyên. Triều đình, quan phủ là trách nhiệm của hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải bận tâm tới hắn. Công tôn tiên sinh. Phủ thông phán. Lạ thật, sao lại trúng loại độc này? Công tôn tiên sinh biết thiếu gia trúng độc gì? Loại độc này gọi là vô ảnh tán, thuốc có dạng bột, không màu không mùi, rất khó phát hiện. Điều ta cảm thấy lạ là tại gì? Loại độc này xuất phát từ Thiên Trúc, không phải ở Trung Nguyên. Nếu như không màu không mùi, sao lại biết đó là vô ảnh tán? Loại độc này có điểm đặc biệt, khi mới trúng độc không có hiện tượng gì cả, nhưng một khi độc tính xâm nhập cơ thể, vốn là không màu nhưng lại bài tiết ra một ít mồ hôi đỏ nhạt ở mạch cổ, đến khi tiết ra hoàn toàn, người trúng độc sẽ chết ngay. Vì lúc này trong cơ thể có rất nhiều độc, rất dễ ngộ nhận thành bạo bệnh mà chết. Tình hình của Đường Chân sao rồi? May là cô nương phong tỏa huyệt đạo kịp thời, ngăn cản độc tính xâm nhập cơ thể. Chỉ cần dùng kim châm ép hết độc tính ra ngoài, dùng thêm vài thang thuốc thì sẽ khỏi ngay. Đa tạ công tu tiên sinh. Lão quản gia, tiện ông chuẩn bị bút mực giấy trắng để ta kê đơn. Dạ. Để tôi lấy. Khoan đã. Phải tránh người trong phủ và đừng để cho ai biết tình hình của Đường đại nhân. Dạ tôi biết rồi. Lão quản gia, phiền ông nấu cho một thùng nước nóng. Dạ tôi làm ngay. Công tôn tiên sinh, vừa rồi tình hình cấp bách không kịp hỏi, sao các vị đến đàn châu muộn vậy?
chuyện dài dòng lắm. Chuyện xảy ra trên đường xảy ra, e rằng có liên quan đến Đăng Châu. Đợi đại nhân đi Châu Nha về mới nói đi. Ừ. Đăng Châu Tri Châu Trình Nguyên tham kiến Bao đại nhân. Vị này là ngự tiền tứ phẩm đối đầu thị vệ Triển Kiều Triển Hộ vệ. Thì ra là Triển đại nhân. Thất kính. Không dám. Hạ quan không biết Bao đại nhân đến Đăng Châu, cho nên không kịp đón tiếp, mong Bao đại nhân tha tội. Bộ phủ phụng chỉ xem xét quân vụ biên phòng, thị sát Châu Chính Đăng Châu. Hoàng thượng muốn bộ phủ tiện đường đến xem xét, có cần phải huy động nhiều người để kinh động địa phương không? Bao đại nhân suy nghĩ cho quan phủ địa phương, hạ quan cảm kích vô cùng. Không biết Bao đại nhân định ở lại Đăng Châu bao lâu để hạ quan tiện việc thu xếp chỗ ở? Vậy thì không cần phiền phức. Ở Đăng Châu bổn phủ đã có chỗ ở rồi. Bao đại nhân định ở tạm nơi nào vậy? Phủ đệ thông Phan Đăng Châu. Hả? Sao vậy? Tại sao Trình đại nhân lại kinh ngạc như vậy? Không. Hạ quan chỉ là nhất thời không hiểu được. Thông Phan Đăng Châu Đường Chân là học trò của đại nhân. Đại nhân muốn nhân cơ hội này thầy trò hàn huyên. Trình đại nhân thấy không thích hợp sao? Thích hợp. Vì hạ quan không biết Bao đại nhân là ân sư của Đường Thông Phán, cho nên anh nhất thời mất tư cách. Bổn phủ nghe nói Đường Chân mới nhậm chức Thông Phán Đăng Châu. Nếu đã đến đây thì nên hàn huyên với hắn một lúc. Hiện giờ Đường Chân có ở nha phủ không? Hồi Bao đại nhân, hôm nay Đường Thông Phán bị bệnh, đang nghỉ ngơi ở trong phủ. Hắn bị nhiễm bệnh gì? Hạ quan không biết. Thật ra hạ quan muốn mời đại phu trong thành đến đó, nhưng mà phủ đệ Thông Phán đã từ chối rồi, cho nên chắc là không sao đâu. Bổn phủ sẽ đi thăm ngay bây giờ. Hạ quan lập tức phái thêm người bảo vệ an toàn cho Bao đại nhân. Không cần, bổn phủ có quan binh đi cùng, cho tất cả nha dịch của phủ Thông Phán và nha dịch phủ nội lui hết đi. Dạ. Không được cho người trong nhà môn tủy ra vào. Có gì đến báo ngay. Dạ. Độc trên người của Đường Chân đều được bài tiết ra ngoài rồi. Nghỉ ngơi một lát thì sẽ không sao. Hiện giờ hắn đang hôn mê. Theo suy đoán của học trò, tối nay sẽ tỉnh lại. Hắn đang ở trong phủ đệ, sao lại có người hạ độc? Độc đó nằm trên sổ sách. Vô ảnh tang được bôi dưới gốc từng trang giấy. Vì muốn tiện lợi, người ta thường dùng miệng để làm ướt ngón tay, tiện cho việc lật sách. Vì vậy mới bị trúng độc không hề hay biết. Đây là thủ pháp trên giang hồ. Dùng vô ảnh tán là hành vi không dám nói của người trong giang hồ. Họ cố tình để cho ta lấy cắp sổ sách. Hoàng đã, tuy cô nương nói Trình Nguyên có vấn đề, nhưng bổn phủ đối với tình hình này vẫn chưa hiểu. Thật ra Đăng Châu đã xảy ra chuyện gì? Số sổ sách này từ đâu mà có? Tiền Trang Tứ Hải. Chủ à, làm sao đây? Bao đại nhân đến Đăng Châu rồi, lần này chết chắc rồi đó. Hắn đến thì sao? À.
Trình đại nhân, có cần phải hoảng hốt gì không? Trang chủ à, có lẽ ông vẫn chưa biết Mao đại nhân là người nổi tiếng xử án như thần, xem điều ác như thù. Chỉ cần ông ta điều tra được tình hình của Đăng Châu, ông ấy nhất định điều tra đến sáng tỏ. Như vậy hậu quả rất là khó lường đó. Ngươi không phải nói là ông ấy đến Đăng Châu là để thị sát quân vụ biên phòng sao? Sao có thể ở lại để quản chuyện của chúng ta vậy? Nhưng mà hoàng thượng cũng kêu ông ấy điều tra châu chính của Đăng Châu, hơn nữa Đường Chân còn là học trò của ổng. Hắn nhất định kể hết mọi chuyện cho Mao đại nhân nghe đó. Nếu Đường Chân không còn sống để mà nói chuyện thì sao? Hả? Ừ? Trang chủ à, chuyện đã xảy ra với hai thông phán nhiệm kỳ trước, ở trên người thông phán nhiệm kỳ này lại xảy ra rồi. Ý của ông muốn nói là hèn chi hôm nay Đường Chân không có đến châu nha. Vậy các vị tối hôm qua đã... Điều này thì ngươi không cần biết. Tóm lại, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Bao chứng chỉ có thể phát hiện Đường Chân đột nhiên bị bạo bệnh mà chết, không điều tra đến ngươi đâu. Vậy nhưng bên cạnh hắn còn có Triển Dân, có quản gia, còn có thư đồng nữa. Trình Nguyên, đã kêu ngươi đừng lo lắng, tại sao còn sợ như vậy chứ? Nhưng mà... Được rồi. Cho dù Bao Chuẩn nghi ngờ thì sao, hắn chẳng qua cũng chỉ là tri phủ tam phẩm trong triều thôi. Dương công đại thần trong triều thì ta đã gặp nhiều rồi. Người từng nhận lợi ích của ta, ta đếm không xuể. Bao Chuẩn, hắn không đấu lại ta đâu. Trang chủ à, dĩ nhiên ông không sợ ông ấy rồi, nhưng dù sao ta cũng là mệnh quan của triều đình, còn là cấp dưới của ông ấy. Nếu ta bị ông ấy để mắt đến thì ta không còn con đường sống đâu. Cậu ruột của ngươi không phải là Bàn Thái Sư hay sao? Thêm vào đó còn có biểu muội đang được sủng ái ở trong cung, hắn dám động tới ngươi à? Trời ơi, xưa nay Bao đại nhân không nể tình của ai cả. Hơn nữa, nước xa không thể cứu được lửa gần, cho nên mong trang chủ chiếu cố thêm một chút. Hai ta hợp tác nhiều năm, sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn hả? Yên tâm đi. Đa tạ trang chủ. Hạ quan còn phải mau chóng trở về châu nha. Đường Chân xảy ra bao nhiêu chuyện, Bao đại nhân nhất định sẽ đến châu nha để tìm hạ quan. Nếu để ông ấy biết ta đang ở chỗ của ông thì phiền phức lắm. Đi đi. Nè, nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ, tuyệt đối không được hoảng hốt. Nếu không ta không thể lo được cho ngươi. Dạ. Hạ quan nhất định hành sự cẩn thận. Hạ quan cáo lui. Không thể làm việc đại sự được. Ta biết Triển Dân là ai rồi. Hả? Làm sao ngươi biết? Triển Chiêu cũng đã đến Đăng Châu. Triển Chiêu có một muội muội, tuy không phải là người trong giang hồ, nhưng lại có võ nghệ cao cường. Bây giờ xem ra có thể khẳng định Triển Dân chính là muội muội của Triển Chiêu. Nói như vậy, Bao Chuẩn đã có sự chuẩn bị từ trước. Đáng ghét, hoàng thượng câu kết không ngờ còn dám lộ liễu đến nước này nữa.
tiểu nữ lấy cắp sổ sách của Tỳ Trang Tứ Hải là muốn tội chứng của họ. Xem ra bây giờ họ đã có đề phòng. Sổ sách thật đã được cất giấu rồi, sổ sách giả dùng để ứng phó các người thôi. Bất kể Vô Ảnh Tán, như Triển Dân đã nói, cao thủ bên cạnh hắn cũng đủ chứng minh có người trong giang hồ gia nhập. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết họ là người ở đâu tới. Triển cô nương, có phải là Từ Khiêm đã hẹn mấy quan viên nghỉ hưu hôm nay đến phủ đệ không? Không sai, là Đường Chân nói. Tuy Từ Khiêm chưa từng là cộng sự với bổn phủ, nhưng mà bổn phủ đã nghe kể về người này rồi. Đúng là bậc tiền bối dám trực ngôn can gián, rất có phong cách trong triều. Có cần mời ông đến gặp Bao đại nhân không? Không, đúng lúc ngược lại. Lúc này không nên cho họ đến đây. Cần phải lập tức báo cho Từ Khiêm biết tạm thời đừng đến, để tránh Tình Nguyên nghi ngờ. Dạ được, tiểu nữ sẽ đi kêu Vũ Trúc thông báo với ông. Từ Trạch. Đệ Thẩm. Đệ Thẩm. Hả? Tôi muốn hỏi thăm một lát, tại sao cửa nhà này bị khóa? Cậu tìm ai? Tôi muốn tìm Từ Khiêm, Từ lão tiên sinh đó. Ông ấy chết rồi. Hả? Không lý nào, hôm kia tôi còn gặp mà. Ông ấy chết hồi tối hôm qua. Ông chết làm sao? Không biết, hiện giờ thi thể vẫn còn ở nha môn. Tại sao bỗng nhiên ông ấy lại chết? Dạ không biết. Bao đại nhân có muốn đến chào nhà xem thử không? Chuyện này rất kỳ quặc. Tối hôm kia Từ Khiêm còn đi điều tra nơi cất giấu lương thực của Trình Nguyên với mọi người, nhưng tối hôm qua lại chết ly kỳ. Giữa hai người này chắc có liên quan, làm sao có thể không điều tra? Đại nhân, tình hình của Đường Chân, Trình Nguyên nhất định sẽ hỏi, nên ứng phó như thế nào? Nếu họ biết Đường Chân vẫn chưa chết, nhất định tiếp tục hạ độc. Nếu như họ cho là Đường Chân nhất định sẽ chết thì sao? Vậy thì cứ để cho họ suy đoán. Trình Nguyên, Lý Khô to gan ngông cuồng, tưởng là mình có thể một tay che trời. Nhất định bổn phủ bắt chúng phải chịu tội trước pháp luật, không thể chối cãi. Có phải Bao đại nhân đã thu xếp ổn thỏa? Đúng vậy. Nhưng tại sao phủ đệ thông phán Đăng Châu của người lại rộng lớn hoa lệ như vậy? Điều này là điều bổn phủ không ngờ được. Dưới sự quản lý cực khổ của Hạ Quan trong bao năm qua, Đăng Châu có thể gọi là giàu có. Thông phán là khâm phái của hoàng thượng, Hạ Quan nhận thấy cần phải tôn trọng, tuyệt đối không phải Hạ Quan tôn sùng xa qua. Xin Bao đại nhân minh giám. Bổ phủ chỉ nói như vậy thôi, người không cần giải thích. Không biết bệnh tình của Đường đại nhân có thuyên giảm hay chưa? Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật, đang chữa trị cho hắn. Dám hỏi công tôn tiên sinh, Đường đại nhân bị bệnh gì vậy? Nói ra thật xấu hổ, học trò chưa từng thấy bệnh lạ như vậy, cho nên chỉ có thể dùng kim châm và huyệt đạo tạm thời khống chế bệnh tình của hắn, nhất thời không thể trị khỏi được. Vậy tình hình của Đường đại nhân bây giờ? Lúc nào cũng hôn mê, ngay cả chuyện đại nhân đến Đăng Châu hắn cũng không biết. Học trò cũng không dám xác định hắn sẽ tỉnh lại vào lúc nào. Mong Đường đại nhân sớm ngày bình phục, các nhân thiên tướng.
bốn phủ quay trở lại đây là muốn hỏi Trình đại nhân một chuyện. Hạ quan xin lắng tai nghe. Bốn phủ có một độc liêu trước đây cũng là bằng hữu, sau khi Cao lão quy ẩn thì đã định cư ở Đăng Châu. Nhiều năm rồi không gặp, lại không tin tức, không biết Trình đại nhân có biết người này hay không. Đăng Châu đúng là có rất nhiều quan viên nghỉ hưu, không biết Bao đại nhân muốn nói đến vị nào vậy? Người này họ Từ, tên Khiêm, từng nhậm chức hữu tư giang. Ông ấy hả? Sao vậy? Trình đại nhân quen với ông ta à? Bao đại nhân đã đến trễ một bước rồi. Từ đại nhân tối hôm qua đã đột nhiên qua đời. Có chuyện này sao? Tại sao trùng hợp như vậy? Di thể của Từ đại nhân đang ở liệm phòng. Tại vì ông ấy không có thần quyến, Hạ quan định hỏa táng cho ông ấy. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ hôm nay phải điêu linh như vậy. Có điều tra nguyên nhân cái chết của ông ta chưa? Điều này chỉ biết là không bệnh mà chết. Ngay cả chuyện ông ấy chết như thế nào cũng không một ai biết cả. Đại nhân, để học trò đến đó khám nghiệm một lát cũng tiện việc giải tỏa nghi vấn của đại nhân. Công tôn tiên sinh đến đó xem thử. Không biết Trình đại nhân có cho phép không? Không dám, không dám. Hạ quan lập tức phái Ngọ Tác cùng đến đó với công tôn tiên sinh. Mời. Làm phiền hai vị. Chết vì tuổi cao. Đúng vậy, đại nhân. Ông ấy chết không bệnh tật cũng không đau khổ, đó là phước của ông ấy rồi. Tiếc là Từ đại nhân không có thân quyến, ngay cả người mặc đồ tang tiễn đưa cũng không có. Ông ấy một đời thanh liêm. Trình đại nhân, xin thay mặt thu xếp hậu tang, mọi chi tiêu bổn phủ sẽ chi trả. Bao đại nhân đừng bận tâm, tuy có thể nói là Từ đại nhân thanh hàng, nhưng có để lại nhà cửa, Hạ quan sẽ thu xếp châu nhà thu mua giá cao, chắc đủ để chi tiêu cho việc quả táng. Cũng được, để Trình đại nhân phải bận tâm. Hạ quan nên làm như vậy mà. Tuy bạn già không có duyên gặp nhau, nhưng đã đến Đăng Châu rồi, bốn phủ còn có chức trách, rất muốn xem thành tích của đại nhân. Kể từ ngày mai, phiền Trình đại nhân nha. Dạ, bất cứ lúc nào Hạ quan cũng chờ thị sát của Bao đại nhân. Hậu sự của Từ đại nhân đều trông cậy Trình đại nhân. Dạ, xin Bao đại nhân cứ yên tâm. Triển công tử, sao ngươi ngồi ở đây một mình vậy? Ta đang lo cho thiếu gia. Không cần lo lắng, công tôn tiên sinh nói độc tính đã bài tiết ra ngoài rồi, tối nay hắn tỉnh lại sẽ không sao. Lời nói của công tôn tiên sinh đáng tin cậy không? Ngươi yên tâm, y thuật của ông ấy cao minh lắm. Ông ấy nói không có vấn đề thì không có vấn đề. Bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Vẫn không được. Tại sao vậy? Thiếu gia vừa mới tới Đăng Châu 3 ngày thì đã bị hạ độc. Nếu thiếu gia muốn ở lại đây 3 năm á, không phải ngày nào cũng phải lo lắng hay sao? Về điểm này thì ngươi không cần lo lắng. Bây giờ Bao đại nhân đã đến Đăng Châu rồi, ông ấy nhất định bắt Trình Nguyên và Lý Công về trị tội trước pháp luật. Đến lúc đó Đăng Châu chỉ có người tốt không có người xấu. Đừng nói là thiếu gia nhà ngươi muốn ở lại 3 năm, cho dù ở lại 8 năm 10 năm cũng không thành vấn đề. Bao đại nhân có thể trị tội họ không? Dĩ nhiên có thể rồi.
Vậy thì bao đại nhân nên đến đây sớm hơn, thiếu gia vừa không bị hạ độc, bọn người xấu đó cũng không thể tiếp tục làm chuyện xấu. Nè, ý của người muốn nói hình như ta không có chút tác dụng gì cả. Ê, Triển công tử, ta không có ý này. Vậy ý của người là gì? Ta muốn nói... Ê, Triển công tử, nếu bao đại nhân đã đến đây, tại sao công tử còn ăn mặc như đàn ông? Đến lúc nào mới biến lại Triển cô nương đây? Ta... Ê, ta thích làm Triển công tử đó, ngươi có quản được ta không? Làm vậy sao giống Triển công tử? Rõ ràng là cô nương mà. Bà đại nhân không nhận ra vấn đề gì chứ? Tin đồn đã đồn đến ông ta quá thần thánh rồi, báo hại ta lúc nào cũng phải lo lắng. Cái chết của Từ Khiêm, ông ấy không điều tra ra vấn đề gì. Tình hình của Đường Chân, ông ấy cũng không làm rõ. Trái lại muốn điều tra chính tích của Đăng Châu. Những điều này ngày thường ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, ai đến điều tra ta cũng không sợ đâu. Nếu như vậy không phải là tốt hơn sao? Đại nhân không cần phải lo chuyện ông ấy đến Đăng Châu gây phiền phức cho đại nhân nữa. Người nói đúng, cho dù ông ấy có ở lại Đăng Châu đi nữa, ta cũng không có gì phải sợ. À đúng rồi, bỏ ra ít tiền lo liệu tang sự của Từ Khiêm đàng hoàng chút đi. Nếu bao đại nhân quan tâm như vậy á, chúng ta hãy làm cho bao đại nhân hài lòng. Đại nhân, xài tiền cho người đã chết không phải quá lãng phí hay sao chứ? Hay, ngươi thì biết cái gì? Điều này gọi là tiêu tiền nhỏ giải nạn lớn. Nhà cửa đất đai của Từ Khiêm tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mua với giá thấp, làm xong tang sự cũng còn chút lợi nhuận đó. Dạ, thuộc hạ sẽ làm ngay. Giữ vững cương vị, không được lơ là, cũng không được làm ồn. Nếu như phiền đến đường đại nhân, sẽ hỏi tội các ngươi đó. Dạ, dạ, dạ. Làm phiền các vị. Lão quản gia được khách sáo, có gì kêu họ thông báo ngay. À, dạ, dạ, dạ. Mời. Đang giận ai sao? Đang giận bản thân muội. Đại ca, có phải muội gây ra họa nữa không? Muội tự nói đi. Muội đưa ra chủ ý điều tra sổ sách của Tiền Trang, cũng là muội lấy cắp sổ sách về cho Đường Chân. Hắn bị trúng độc hoàn toàn là vì muội quá tự cao. Thật ra phán đoán của muội không sai. Đây cũng là cách tốt nhất để muội tìm tội chứng của Trình Nguyên. Chẳng qua là đối phương quá bị ổi thôi, đã hạ độc trong sổ sách, không thể hoàn toàn trách muội được. Không đâu, muội nên đợi các huynh đến Đăng Châu rồi mới bắt đầu hành động. Bao đại nhân nhất định phán đoán chính xác hơn, Công Tôn tiên sinh nhất định nghĩ ra kế sách tốt hơn. Huynh cũng không cần giống muội ngốc tới rơi vào bẫy của họ. Muội không cần tự trách nữa. Đại ca, huynh biết suy nghĩ thật của muội là gì không? Muội nghĩ muội không nên đến Đăng Châu. Muội tưởng đại ca có thể giúp bao đại nhân, muội cũng làm được. Thật ra muội không làm được. Bao đại nhân nói không sai, chuyện của quan phủ không phải ai cũng có thể tham dự.
Thật ra muội không có năng lực này. Muội nên nghe lời đại ca về nhà. Muội sẽ về ngay. Đợi đã. Kinh nghiệm trong giang hồ không phải sinh ra thì đã có. Lúc trước khi huynh mới theo đại nhân cũng thường xuyên phạm lỗi. Vậy thì sao chứ? Chỉ cần rút ra bài học từ sai lầm này, sau này không phạm lỗi tương tự là được rồi. Muội là người thông minh nhất trong nhà chúng ta. Điều huynh làm được, muội nhất định sẽ làm được. Đại ca, huynh không muốn muội về nhà sao? Ít ra cũng phải làm xong việc ở Đăng Châu rồi mới về chứ. Người của Triển gia chúng ta không dễ đánh bại như vậy đâu. Cũng không vì một chút sai sót mà rút lui được. Đại ca, huynh yên tâm, muội không để cho người của Triển gia thất vọng đâu. Muội nhất định bắt bọn khốn kiếp như Trình Nguyên Lý không gặp quả báo. Như vậy mới giống muội muội ngang ngược của huynh chứ. Đại ca, huynh đang mắng muội hay là khen muội vậy? Tất nhiên là khen muội rồi. Cho muội biết, bao đại nhân kêu huynh kể chuyện vụ án đúc tiền giả cho muội nghe, để muội có thể tham gia vụ án này. Có phải thuốc độc của người có vấn đề? Không lý nào. Dù ảnh tán của nhà thuộc hạ xưa nay chưa từng có sai sót gì hết á. Nhưng mà Trình Nguyên nói là Đường Chân lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh, thật ra vẫn chưa mất mạng. Biết đâu bọn họ làm bừa kéo dài hiệu quả của thuốc thì sao? Nếu Đường Chân tỉnh lại kể hết mọi chuyện, nhất định là bao chuyện sẽ điều tra tới chỗ của ngươi đó. Lúc đó e rằng ta cũng bị liên lụy. Chuyện này trang chủ yên tâm đi, người của Trình Nguyên lúc nào cũng đang thăm dò tình hình hết á. Người của Trình Nguyên họ bị đuổi khỏi phủ thông phán lâu rồi, làm sao thăm dò hả? Vậy thuộc hạ sẽ cho người trà trộn vô đó nghe trộm nghe. Bất kể như thế nào, chỉ cần không để Đường Chân trở thành tổn thương chí mạng của chúng ta là được. Dạ. Không ngờ Từ Khiêm chết vì trúng độc. Công Tôn tiên sinh làm sao điều tra được? Đại nhân, ở trên cổ của ông ấy, học trò phát hiện vết đỏ nhạt hoàn toàn giống như Đường Chân. Có thể khẳng định đó là độc tính của Vô Ảnh Tán. Công Tôn tiên sinh, tại sao không chất vấn Trình Nguyên tại chỗ? Độc tính của Vô Ảnh Tán người bình thường chưa từng nghe qua. Hơn nữa trong lúc này, trong cơ thể Từ Khiêm không còn độc, không thể chứng minh ông ấy trúng độc mà chết. Cho dù có thể chứng minh là trúng độc, cũng không thể chiếu điều này chỉ chứng Trình Nguyên hoặc là thuộc hạ của hắn là người hạ độc. Nếu như chất vấn hắn để hắn có cảnh giác, chỉ bằng tạm thời không nhắc tới để hắn không thể đoán trước. Nhưng mà làm như vậy, làm sao tính cái chết của Từ Khiêm lên đầu họ được? Theo tình hình bây giờ, tội ác của Trình Nguyên không thể nào chối cãi. Chỉ cần tìm được chứng cứ cụ thể, hắn vẫn không thể thoát tội. Đồng thời, cái chết của Từ Khiêm không sợ hắn không khai. Tiểu nữ nghĩ thông phán tiền nhiệm Lục Hân, thậm chí là thông phán trước đó có lẽ cũng là họ hạ độc. Cái này gọi là bạo bệnh mà chết, nhất định là do Vô Ảnh Tán. Quá là có khả năng này. Công Tôn tiên sinh, tuy Vô Ảnh Tán đó xuất xứ từ Thiên Trúc, ở Trung Nguyên cũng có người sử dụng hay sao? Những điều này không có ghi chép nên học trò không biết. Trên giang hồ từng có tin đồn về Vô Ảnh Tán. Năm xưa, Dương Triều Đoàn Thị của nước Đại Lý đã đưa Vô Ảnh Tán từ Thiên Trúc về, dùng để độc hại phản thần trong triều.
sau đó bị một gia nô lấy cắp mang ra ngoài. Từ đó lưu truyền đến khắp Trung Nguyên. Trên giang hồ, Vô Ảnh Tán đã xuất hiện một thời gian, nhưng vì quá ác độc cho nên bị người trong giang hồ nghiêm cấm, sau đó không còn xuất hiện nữa. Tin đồn này tại hạ chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy bất cứ sách vở nào ghi chép. Nếu chuyện này đã truyền lưu trên giang hồ, làm sao có ghi chép lại chứ? Đại ca, huynh đang nói Đoàn Gia Đại Lý phải không? Không sai, tin đồn là vậy đó. Đoàn Ngũ. Đoàn Ngũ là ai? Ông chủ của Đỗ Phường Ngân Công, hắn đúng là thuộc hạ của Lý Khôn. Nếu như hắn cũng họ Đoàn, có khi nào là truyền nhân của gia nô Đoàn Thị không? Nếu là như vậy thì sự việc thông suốt rồi. Mọi chuyện đều sản sinh từ chuyện câu kết giữa Trình Nguyên và Lý Khôn. Không ngờ Đăng Châu nho nhỏ cũng có nhiều tội ác khiến người ta phải lên án. Tại sao đại nhân không trực tiếp yêu cầu Trình Nguyên cùng tới thăm Sương Quân? Tiền giả được phân phát ở chỗ của họ mà. Còn nữa, nếu có khả năng đang lợi dụng Sương Quân đúc tiền giả ở Đăng Châu, tại sao đại nhân lại muốn xem chính tích của hắn chứ? Triển hộ vệ đừng quên, bản thân Trình Nguyên cũng có khả năng liên quan đến vụ án này. Chỉ cần nhắc đến Sương Quân, e rằng hắn sẽ có đề phòng. Như vậy không phải không thích hợp. Nếu như không đến xem xét Sương Quân, làm sao biết hắn có liên quan đến vụ án này? Đại nhân, quân vụ của Đăng Châu cũng bao gồm Sương Quân. Đại nhân định im hơi lặng tiếng, điều tra từ chính tích, sau đó tìm hiểu tình hình thực tế của Sương Quân phải không? Đúng vậy. Từ vật dụng của Sương Quân có thể điều tra ra chuyện có năng lực đúc đồng tiền giả hay không. Ngoài ra, biết đâu cũng có thể nhận ra điều gì đó từ chuyện câu kết giữa Trình Nguyên và Lý Khôn. Thiếu gia tỉnh rồi hả? Ta bị sao vậy? Thiếu gia bị trúng độc, là Công Tôn Tiên Sinh cứu thiếu gia đó. Bao đại nhân họ đến rồi à? Không sai, nhờ có Triển cô nương ngăn cản độc tính lan tỏa, nếu không e rằng người đã đoạn hồn nơi chính xuôi rồi. Ân sư. Ê, Đường đại nhân vừa mới giải độc, không nên cử động, mau nằm xuống đi. Ân sư đã biết tình hình Đăng Châu chưa? Bổn phụ đã biết rồi. Người trúng thuốc độc cũng có liên quan. Thì ra học trò bị người ta hạ độc. Vì trong sổ sách của Tiền Trang Tứ Hải có bôi thuốc độc. Thì ra là vậy. Người cứ yên tâm nghỉ ngơi, sau khi vụ này có tiến triển, bổn phủ sẽ nói cho người biết. Học trò xấu hổ lắm. Người có xấu hổ gì? Học trò thân là thông phán Đăng Châu, không những không điều tra được án tình Đăng Châu, trái lại còn bị hạ độc thủ. Bây giờ còn phiền ân sư đích thân đến đây, không phải là xấu hổ sao? Không, ngươi không cần phải tự trách. Kẻ gian xảo tra kho phòng, bổ phủ đích thân điều tra,
chưa hẳn có thể điều tra sáng tỏ. Ngươi đừng nóng ruột, cứ chờ xem kết quả. Dạ. Nhớ nha, nhất định phải nghĩ cách làm cho rõ thật ra tình hình của đường chân như thế nào. Tối nay chúng ta sẽ mò vào trong đó. Tuyệt đối không có được. Các người đã biết chuyện dân đó rồi, chẳng lẽ quên rồi hay sao? Người tài đi theo bao đại dân á, e rằng không phải chỉ có mình hắn đâu. Xông vào đó không phải là cách, cần phải nghĩ cách tìm lý do trà trộn vào ngang ống. Nhớ nha, tuyệt đối đừng có để lộ thân phận á. Dù bị đánh chết cũng không được khai các ngươi là người của đội phường Ngân Câu. Nếu không ta không tha cho các ngươi. Nghe rõ chưa? Dạ. Lại lên, quýnh đi. Dạ, từ từ. Lại lên. Tuy đường chân không có trở ngại, nhưng vì muốn che tai mắt kẻ gian, tạm thời đừng để cho hắn công khai lộ diện. Dạ, học trò hiểu rồi. Vụ án ở Đăng Châu e rằng không phải một vụ. Trong rất nhiều manh mối, cần phải lần theo từng điều một. Như vậy chân tương mới sang tỏ. Đại nhân, Trình Nguyên và Lý Khôn cấu kết với nhau, ở Đăng Châu làm không ít chuyện xấu. Nếu như điều tra từng vụ một, e rằng phải mất một thời gian. Đừng nói là đường chân, dù có phái ai đến Đăng Châu làm thông phán, e rằng chuyện cấu kết giữa Trịnh Nguyên và Lý Khôn cũng không điều tra ra manh mối gì đâu. Cho nên chúng ta cần phải chia ra để mà hành động. Một khi thời cơ chín mùi mới có thể tóm gọn một mẻ. Ngày mai trong lúc đại nhân đến Đăng Châu, học trò sẽ điều tra rõ tình hình của Sương Quân để tiện lần theo manh mối Sương Quân phân phát tiền đồng giả ra ngoài. Tiểu nữ sẽ đi điều tra Đỗ Phường Tiền Trang và Ngân Tân Lầu, là sản nghiệp của Lý Khôn đều có vấn đề. Hơn nữa còn là nơi để truy tìm chứng cứ. Không, suy đoán từ vô ảnh táng cho đến đao khách bên cạnh Lý Khôn cho thấy tình hình rất phức tạp. Thuộc hạ đi sẽ thích hợp hơn. Mũi tới đây sớm hơn đại ca vài ngày. Mấy chỗ này mũi đi rồi, dĩ nhiên mũi đi sẽ thích hợp hơn. Chính vì Triển cô nương đã đến đó cho nên không thích hợp. Tại sao vậy? Bọn họ đã biết cô nương đến đây với đường chân rồi, dĩ nhiên với cô nương sẽ có đề phòng. Triển hộ vệ thì mới gặp Trình Nguyên thôi, người khác không thể nhận ra. Họ trong bóng tối, không thể để người ta chú ý. Được rồi. Nhưng đại ca phải điều tra ra được điều gì đó mới được. Nếu không, sau này đừng dành công việc với muội. Muội cứ yên tâm, huynh không để muội thất vọng đâu. Ngoài ra, tuy Từ Khiêm không may bị hại, nhưng vẫn có thể điều tra ra manh mối từ những quan viên đang nghỉ hưu hay từ hương dân ba tánh. Biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dạ, học trò sẽ nghĩ cách tiếp xúc với họ. Còn tiểu nữ phải làm gì? Triển cô nương cứ ở lại trong phủ bảo vệ an toàn cho đường chân. Tuy là Trương Long Triệu Hổ đều có ở đây, nếu như có nhân sĩ giang hồ võ công cao cường đột nhập phủ đệ, dân phát hiện ra hắn đã được giải độc, giả lại hạ độc thủ với hắn. Vậy bao đại nhân không cần người bảo vệ sao? Ngày mai chỉ đến Châu Nha, lại có Dương Triều Mã Hán đi cùng, vô cùng an toàn. Phải rồi, còn đường chân nữa. Dù sao không thể để hắn giả vờ trúng độc tránh mặt mãi được. Đừng nông vội, chuyện này không giấu được bao lâu. Khi hắn bị phát hiện không hề trúng độc, lúc đó sẽ là lúc hắn bắt đầu điều tra.
Tới lúc đó sẽ để cho hắn rèn luyện thêm. Phải rồi, nếu không hắn đến Nam Châu uổng công rồi. Đứng lại. Hai người này không phải người chúng ta, sao để họ vào? Chúng tôi là người của tiệm gạo giao gạo thôi. Vậy để gạo lại, các người đợi ngoài nhà môn đi. Nhưng mà yên tâm đi, không thiếu tiền gạo của các ngươi đâu. Đi mau đi. Dạ. Cho người đi theo bọn họ ra ngoài. Dạ. Sau này không ai được vào phủ, đồ vật đưa đến trước cửa, chúng ta sẽ tự chuyển vào. Dạ. Công tôn tiên sinh, bao đại nhân thật sự không cho phép tại hạ ra ngoài sao? Vì không muốn kinh động đến họ, tốt nhất hãy nhẫn nại một thời gian. Rõ ràng đây là chức trách của tại hạ, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không làm được gì cả. Ngươi đừng nóng ruột, đại nhân nói rồi sẽ có cơ hội để ngươi tham gia mà. Vậy thì tốt. Công tôn tiên sinh. Đà tạ. Triển cô nương. Nè Vũ Trúc, sao ngươi không gọi ta là Triển công tử? Ta thì cô vốn là cô nương mà. Nhưng mà bây giờ ta đang cải nam trang mà, làm gì có cô nương như vậy. Nhưng á. Đúng rồi, Triển cô nương, bây giờ cô nương có thể khôi phục nữ trang rồi. Thôi đi, mấy hôm nay mặc quen rồi, thay y phục đó không quen lắm. Vũ Trúc, mời đường quản gia qua đây một chút. Dạ, dạ. Công tôn tiên sinh có chuyện tìm Đường Phúc sao? Phải phiền ông ấy đi một chuyến. Đường đại nhân, thật ra Từ Khiêm sẽ đưa mấy vị quan viên tiền bối đã nghỉ hưu đến gặp đại nhân, đúng không? Lão tiên sinh trung thành như vậy mà lại bị họ nhẫn tâm giết hại. Huynh yên tâm đi, họ không thoát được đâu. Không bao lâu huynh có thể trả thù cho ổng rồi. Mong được như vậy. Công tôn tiên sinh tìm lão à? Người thay mặt Từ Khiêm từ đại nhân đến đây chuyển lời, ông còn nhớ không? Ừ, dĩ nhiên là nhớ. Vì muốn hắn tiện việc liên lạc với thiếu gia, lão còn ghi lại chỗ ở của hắn. Hay quá, vậy phiền ông đi một chuyến. Dạ. Công tôn tiên sinh muốn mời họ đến phủ sao? Không, họ không thể đến đây. Có lẽ bây giờ Trình Nguyên đã giám sát phủ đệ rồi. Cái chết của Từ Khiêm chính là vết xe đổ. Vậy Đường Phúc đi tìm họ là vì chuyện gì? Ta muốn Đường Phúc mời họ đến một nơi có thể tránh tai mắt người khác. Sau khi đi Châu Nha trở về, ta mới ra ngoài gặp họ. Vậy thì làm phiền ông. Được, lão đi ngay. Quỳnh đừng thất vọng, Quỳnh sẽ có cơ hội góp sức mà. E rằng ta không có năng lực này. Không lý nào đâu, Quỳnh nhất định làm được. Ngay cả đệ cũng có lòng tin ở Quỳnh, sao Quỳnh không có lòng tin với bản thân mình? Cô đừng nhận thấy ta có năng lực này sao? Tất nhiên rồi. Được, nếu như có cơ hội, ta sẽ làm hết sức mình. Triển hộ vệ. Công tôn tiên sinh, thuộc hạ với Triển Dân đã không tới Châu Nha với đại nhân.
Chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Đại nhân kiên quyết như vậy, hơn nữa bây giờ họ vẫn chưa đề phòng đại nhân, cho nên không có ý đồ tổn hại đại nhân. Nhưng sau này thì khó nói. Hơn nữa trong lúc đi điều tra Sương Quân, chúng ta phải đi theo mới được. Ừ, Triển cô nương nói không sai. Ta sẽ nhắc nhở đại nhân, ít ra một trong hai người phải cùng đi. Triển Dân, Đào Khách ở bên cạnh Lý Khôn, muội có nhận ra chiêu thức của hắn không? Muội không nhận ra, nhưng quả thật hắn cũng được lắm. Hiếm khi được nghe muội khen võ công của người khác không tệ. Huynh rất muốn chạm trán với hắn, thử đao pháp của hắn, biết đâu có thể lần ra lai lịch của hắn thì sao? Huynh định đi ngay bây giờ sao? Không, bây giờ không thể kinh động tới Lý Khôn. Huynh sẽ ra ngoài một lát, ít ra hỏi thăm được chuyện của Đoàn Ngũ.